Tôi đi tìm tự do, tập thứ 17. Tôi nhảy xuống xe, nhưng ba lô vẫn để lại trong thùng xe. Sau khi quan sát cách ăn mặc đi đứng của người địa phương, tôi kín đáo cởi chiếc áo bộ đội vắt lên vai. Chỉ mặc có chiếc áo lót, tiếp đến tôi cởi luôn đôi giày. Buộc dây giày của hai chiếc vô một trùi đi chân đất, quần sắn móng lợn bên cao bên thấp. Xong tôi thẳng nhiên lững thững đi theo một người đàn ông quẩy hai chiếc sọt xuống bờ sông. Tôi đi qua trạm gác, liếc vô thấy mấy người lính đang gác chúi mũi lo kiểm tra giấy tờ đoàn người. Không một ai thèm ngẩng đầu ngó chúng tôi. Khi xuống đánh bến xong, tôi lặng lẽ bước lên chiếc phà, không một ai để ý, và cũng chẳng một ai quan tâm. Trung bình mỗi chuyến phà chỉ chở được khoảng 10 chiếc xe hơi, còn xe đạp và người thì không giới hạn. Sau khi sang được bên kia xong, tôi phải chờ cho chiếc xe tôi quá giang qua phà, rồi tìm cách kín đáo leo lên xe đi tiếp. Sau khi trải qua những nguy hiểm ban đầu trên suốt chặng đường từ Quảng Bình về đến nhà với tờ giấy phép có chữ ký của sư đoàn trưởng và con dấu của sư đoàn, tôi không hề gặp khó khăn trở ngại nào. Nhưng điều khiến tôi lo ngại bây giờ chính là những nguy hiểm tại địa phương. Một khi tôi về đến nhà, trên đường đi tất cả các trạm gác đều không biết rõ tôi là ai, nên với giấy tờ giả mạo tôi dễ dàng qua mặt được họ. Hơn nữa, tôi chỉ là một trong số hàng chục ngàn bộ đội trống đơn vị về thăm nhà, nên đơn vị của tôi không thể nào mở cuộc truy lùng tôi trên mọi tuyến đường của miền Bắc. Tuy vậy, tôi biết chắc chắn, đơn vị của tôi sẽ gửi giấy báo tôi đào ngũ về tận địa phương, vì sống trong một xã hội khép kín cộng với chế độ tem phiếu và gồm mấy kiểm soát của đảng và nhà nước Cộng sản bao trùm mọi mặt của cuộc sống, nên hầu hết những ai đào ngũ cũng chỉ dám đào ngũ tạm thời một vài tuần lễ, sau đó phải trở lại đơn vị. Qua chuyện trò với một số người lính đào ngũ trong đơn vị, tôi biết được mỗi khi có người đào ngũ, đơn vị chỉ đánh điện tín về ủy ban xã nơi người đó có gia đình và từng cư trú trước khi đi bộ đội. Trong điện tín, đơn vị chỉ ghi có vỏn vẹn tên tuổi, địa chỉ cư ngụ của người đào ngũ và yêu cầu ủy ban xã tìm mọi biện pháp để tạo áp lực buộc người lính đào ngũ trở lại đơn vị gấp. Vì là một bức điện tín nên chẳng có con dấu, chữ ký hay bất cứ thứ gì khác chứng tỏ thẩm quyền của người đánh điện tín. Nói cách khác, vì kỹ thuật truyền thông ở miền Bắc lúc đó quá thô sơ và lạc hậu, nên bất cứ một người nào mặc đồ bộ đội vô một bưu điện địa phương đều có quyền đánh một bức điện tín với bất cứ một nội dung nào. Đây chính là lỗ hổng tôi có thể khai thác. Nếu tôi biết tận dụng tờ giấy đi công tác mà tôi có, vì biết rõ như vậy nên tôi quyết định về quê thăm thầy, bất chấp những nguy hiểm đang chờ đợi. Tôi bước vô sân nhà vào một buổi chiều khi hoàng hôn đã bao phủ vạn vật. Cảnh vật tất cả vẫn như xưa, hàng rào dâm bụt vẫn xanh tươi. Bên cạnh dàn hoa tràn pháo lao sao trong gió như nhắc nhở tôi bao kỷ niệm vui buồn của quá khứ. Chiếc bể nước vẫn còn đó, im lìm bất động nhưng ẩn chứa muôn vạn lời thì thầm về những mộng mơ tôi hằng ao ước và ấp ủ. Vào những buổi tối mùa hè oi bức, nằm trên mặt bể, ngước nhìn bầu trời đầy sao, lắng nghe thầy tôi kể chuyện. Mấy người cháu con của ông anh đang chơi đùa ở sân, trông thấy tôi vội reo lên. Chú Chí đã về! Sau mấy tiếng treo vui, Hoa, cô cháu gái lớn nhất, vội ghé tay tôi thì thầm, giọng có vẻ bí mật và lo ngại. Hôm trước có công an xã đến đòi bắt chú. Tôi chưa kịp hỏi Hoa thì thầy tôi từ trong buồng bước ra. Chỉ trong có không đầy một năm trời xa cách, thầy tôi trông già hẳn đi, lưng còng hẳn xuống. Chỉ có hàm trâu bạc trắng dài như cước đến rốn vẫn như xưa. Thầy tôi hỏi giọng ưu phiền. Mày à, về phép hay đào ngũ đó? Nghe câu hỏi của thầy và câu nói thì thầm của Hoa lúc trước, tôi biết ngay đơn vị của tôi đã đánh điện về ủy ban xã báo tin tôi đào ngũ, và ủy ban xã đã đến gặp gia đình tôi. Vì đã lường trước chuyện này nên tôi bước đến cạnh thầy, cầm lấy bàn tay run run của thầy và thưa, thầy yên tâm, con đi công tác. Ngay lúc đó anh của tôi từ trong nhà bước ra. Không một nụ cười, không một lời chào hỏi, anh tôi nói giọng lo lắng, nét mặt nghiêm trọng. Chú vô ngay trong nhà, anh hỏi. Quay sang phía thầy, anh nói tiếp. Thầy vào trong phòng nghỉ đi, để con làm việc với chú ấy. Thầy nhìn tôi ái ngại rồi thở dài quay vô buồng. Đó là căn phòng nhỏ vừa đủ kê hai chiếc giường, một chiếc cho thầy và một chiếc cho tôi trước đây. Không biết giờ này chiếc giường cho tôi có còn đó không nhỉ?
Tôi tự hỏi rồi thản nhiên đi theo anh vô trong nhà. Tôi thản nhiên vì tôi biết chuyện một người bộ đội đào ngũ chẳng có gì là quan trọng. Miễn sao người bộ đội đó chấp nhận lên đường trở lại đơn vị. Điều đó tôi đã sẵn sàng, vì tôi có trở lại đơn vị thì tôi mới có thể đi tiếp con đường tôi định đến là bầu trời tự do của miền Nam, nơi có bốn người chị cùng đông đảo họ hàng, hàng xóm của gia đình tôi đang sống. Tôi sẽ đến vùng trời tự do đó bằng bất cứ giá nào. Quyết tâm đó tôi giữ kín trong lòng, chẳng một ai biết. Và tôi nghĩ, một người khi đã chấp nhận hy sinh để quyết tâm là một điều mình tin tưởng là đúng, thì người đó thấy trong lòng thanh thản lạ lùng. Bước vô nhà, bỏ ba lô xuống, tôi ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với anh tôi. Lũ cháu 4-5 đứa xúm xích chung quanh, mở to những cặp mắt ngây thơ đen nhánh, nhìn tôi với vẻ tò mò và lo ngại. Anh tôi trừng mắt nhìn lũ trẻ, khẽ hất cằm, chúng nó hiểu ý lập tức riu ríu kéo nhau ra khỏi phòng. Nhìn điệu bộ hoảng hốt lo ngại của anh tôi biết, anh tôi lo cho tôi thì ít mà lo chuyện đào ngũ của tôi sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của anh thì nhiều. Sống trong chế độ cộng sản ai ai cũng khổ, ngay cả những người cộng sản có tiền cũng thế, cũng phải chịu đựng nhiều nỗi khổ cực dày vò vì những gian dối giấu giếm của mình, của người, của vợ con. Nhưng tôi nghiệm ra trong số những nạn nhân của cộng sản, tất cả những ai dại dột ngây thơ chỉ theo ảo tưởng danh vọng do cộng sản thiêu dệt, họ sẽ là những nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau khổ thê thảm gấp bội. Và chính họ sẽ là thủ phạm mang đến muôn vàn khổ đau cho vợ con và những người thân chung quanh. Ông anh tôi là con địa chủ cường hào ác bá, bản thân thuộc thành phần tạch tạch xè, tức tiểu tư sản. Nhưng vì chạy theo ảo tưởng muốn thành đảng viên cộng sản, nên cả cuộc đời cố gắng phấn đấu để rồi cuối cùng mọi tham vọng vẫn mãi mãi nằm ngoài tầm tay với. Tôi nhìn anh tôi thản nhiên chờ đợi, trong nhà im lặng. Bóng tối đã lùa vào phòng, ngọn đèn Hoa Kỳ leo lét nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy gương mặt khắc khổ của anh, và trên mặt bàn hai bàn tay của anh đang vào nhau trong tư thế trịnh trọng quen thuộc mỗi khi anh nói chuyện trước đám đông. Hai hôm trước, đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch xã và đồng chí xã đội trưởng có đến nhà mình hỏi thăm về chú. Nói đến đó anh dừng lại nhìn tôi thăm dò phản ứng, là một người được xếp vào diện cảm tình đảng. Cho dù mãi mãi cũng chỉ là cảm tình đảng chứ không bao giờ được kết nạp vô đảng, anh tôi vẫn có thói quen gọi các cán bộ của cộng sản là đồng chí. Nghe anh nói thì ra cả đảng ủy, hành chánh lẫn quân sự cùng đến nhà tôi để hù dọa ông anh đáng thương của tôi. Tôi ngồi bất động và im lặng chờ đợi. Phần tôi quá mệt mỏi lại khát nước. Phần tôi biết quá rõ đường đi nước bước của bí thư chủ tịch xã lẫn cả xã đội trưởng, cũng như cách thức tôi sẽ đối phó với họ như thế nào ở thế thượng phong, nên tôi đâu có ngán. Dù sao tôi cũng là một bộ đội chuẩn bị lên đường đi bê cứu nước. Trong túi tôi lại có giấy công tác do chính sư đoàn trưởng cấp, với chữ ký và con dấu đàng hoàng. Tất cả đều thật 100%, kể cả tên họ thật của tôi là Nguyễn Hữu Chí, sư đoàn trưởng, một cấp bậc vô cùng to lớn đối với mấy đồng chí bí thư chủ tịch ở một xã nhỏ bé của nông thôn miền Bắc. Vì ngay cả bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh còn phải kinh sợ. Từng đóng quân ở các làng xã của Việt Nam trong thời gian huấn luyện, tôi biết ngay cả một viên sĩ quan cấp úy, cấp bậc đại đội trưởng còn hét ra lửa, khiến mấy nhân viên hành chánh từ huyện ủy đến chủ tịch xã đều phải run sợ. Nên tôi biết tờ giấy công tác tôi có trong túi sẽ có sức mạnh như thế nào. Anh tôi nói tiếp, họ hỏi chú có về nhà hay không. Anh rất ngạc nhiên, nói từ khi chú lên đường vô Nam cứu nước đến giờ chưa bao giờ chú về nhà. Đồng chí bí thư liền đưa cho anh coi bức điện tín từ đơn vị của chú đánh về, nói là chú đào ngũ. Anh ngưng lại chờ đợi tôi phản ứng. Tôi vẫn im lặng. Anh liền hỏi giọng hơi sẵn, chú đào ngũ có phải không? Rồi không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp giọng gay gắt, chú làm như vậy là không có được. Vì tương lai của chú phải trở lại đơn vị ngay lập tức. Chú làm vậy là hỏng hết mọi chuyện. Cả thầy và anh đã hứa với họ, nếu thấy chú về là phải báo cáo cho họ biết ngay tức khắc và phải tìm mọi cách để động viên chú lên đường tòng quân cứu nước. Tôi thở dài, nhẹ nhàng nói, em không có đào ngũ. Anh tôi ngạc nhiên nhìn tôi trong mấy giây rồi gặng hỏi, chú không đào ngũ? Không. Vậy chú về làm gì? Em về thăm thầy mẹ, thăm anh chị em và các cháu.
Nghĩa là chú được giấy phép. Em đi công tác. Anh tôi ngạc nhiên. Chú đi công tác? Vâng. Vậy sao chú lại về nhà? Trên đường đi công tác em ghé thăm nhà. Anh nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ. Đã từ lâu anh biết tôi là thằng liều lĩnh dám làm những chuyện động trời. Trong nhà thầy vẫn bảo anh tôi có cặp mắt trâu nên rất nhát. Con trâu to cành nhưng có cặp mắt nhìn cái gì cũng phóng to gấp trăm lần. Nên thấy thằng bé chăn trâu cứ tưởng là người khổng lồ, sợ một phép. Chú đi công tác vậy có giấy tờ gì không? Em có đầy đủ. Giấy của ai cấp? Của sư đoàn. Đâu, chú đưa anh coi xem. Tôi móc túi lấy tờ giấy gấp tư bọc cẩn thận trong một tờ giấy bóng đưa cho anh. Để cho tờ giấy có vẻ đúng là giấy thật, tôi đã cố tình làm cho nó nhầu nát một chút, dính mồ hôi một chút và có vẻ cũ một chút. Cầm tờ giấy, đưa gần về ngọn đèn, anh tôi chăm chú đọc. Nhìn ánh mắt của anh tôi đọc đi rồi đọc lại, coi kỹ con dấu và chữ ký, tôi biết. Anh tôi không tìm ra dấu vết nào là giả, nhưng vì biết tính tình của tôi, nên anh vẫn bán tính bán nghi. Sau khi coi kỹ xong, anh ngẩng mặt nhìn tôi hỏi một câu thừa thải. Giấy công tác này là thứ thiệt. Tôi hỏi ngược lại, anh có thấy chỗ nào giả không? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Chú nói thật với anh, chú đào ngủ hay chú đi công tác? Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột. Anh đọc giấy là anh biết, em đi công tác. Anh tôi lắc đầu. Đọc giấy tôi không tin, tôi muốn chú trả lời cho anh một cách thành thật. Em đã trả lời anh rồi. Tôi muốn chú nói lại một lần nữa. Vâng, em nhắc lại với anh một lần nữa, em đi công tác. Chú phải biết là các đồng chí trong xã quỹ xã đội sẽ làm việc với chú, chứ không phải chuyện chơi đâu. Anh yên tâm, em sẽ xuống nhà chủ tịch xã trình giấy tờ công tác đàng hoàng và em sẽ làm việc với họ. Anh gật đầu có vẻ thỏa mãn, với tay lấy bình nước rót vào ly, đẩy ly về phía tôi, anh nói. Chú uống nước đi, tha lỗi cho anh, vì lo cho chú nên quên cả mời chú uống nước. Tôi cầm ly nước uống một hơi cạn, tính uống ly nữa thì anh tôi sực nhớ tới bức điện tín vội hỏi. Ủa? Chú nói đi công tác, vậy sao có bức điện tín từ đơn vị đánh về nói chú đào ngủ? Tôi cũng làm ra vẻ ngạc nhiên không kém. Anh đã coi kỹ bức điện tín đó chưa? Thì chính mắt anh coi rất kỹ, điện tín như vậy làm sao mà giả được? Chính bưu điện ở đây gửi tới tận nhà đồng chí chủ tịch xã. Em không nói bức điện tín là giả, nhưng em nói người đánh điện tín phải là giả. Chú nói vậy là thế nào, anh không hiểu. Có nghĩa là người đánh bức điện tín là một tên nào đó, không phải là thủ trưởng trong đơn vị của em. Nhưng tại sao người đó lại biết rõ họ tên địa chỉ của chú? Ý em muốn nói là người đánh bức điện tín đó có thể là một người trong đơn vị của em, nhưng không phải là cấp chỉ huy trong đơn vị. Tại sao người trong cùng đơn vị của chú lại làm chuyện đó? Có thể vì họ ghét em hay một lý do nào đó em không biết. Anh biết mà, đánh điện tín thì ai ra bưu điện đánh trả được, muốn giết thế nào trả xong, miễn sao có tiền trả. Anh cứ yên tâm đi, chuyện này khi về đến đơn vị, em sẽ làm rõ trắng đen mọi chuyện rồi cho anh biết. Nghe tôi nói với giọng quả quyết và nét mặt đầy tin tưởng bình tĩnh, anh thấy có lý nên gật gù nói. Bây giờ thế này, chú đi xa về chắc đang đói, nhưng việc này rất quan trọng, phải giải thích đã thông tư tưởng làm sao để các đồng chí lãnh đạo hiểu rõ. Vì vậy, để mừng chú về chơi, anh sẽ bảo chị ở nhà nấu cơm chờ. Còn bây giờ, anh với chú đi xuống nhà đồng chí chủ tịch xã để trình bày vấn đề, chú thấy thế nào? À, anh nói rất đúng, em đi với anh ngay bây giờ để anh yên tâm, tránh phiền phức cho anh và gia đình mình. Anh tôi vội vã quay ra hạ chiếc xe đạp treo lơ lửng dưới mái nhà bằng hai sợi dây, bê chiếc xe qua bậu cửa, qua hè rồi xuống đến sân. Tôi bước ra theo anh, ngay lúc đó có tiếng chó sủa nhìn ra ngõ trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn Hoa Kỳ ở trong nhà chiếu ra mờ mờ. Tôi thấy thấp thoáng 4-5 bóng đen đang đi vô. Tiếp đó tiếng chào hỏi ầm ĩ ra vẻ thân mật xuồng xã, nhưng vẫn không giấu được sự trịch thượng của những người chức sắc cho chế độ. Vì mới xa quê chưa bao lâu nên tôi nhận ra ngay 4-5 bóng đen bước vô nhà là chủ tịch xã, bí thư xã, xã đội trưởng và hai người du kích có trang bị súng ống đàng hoàng. Thì ra có thể ủy ban xã đã cho người theo dõi nhà anh tôi từ mấy ngày qua, hoặc ngay khi tôi về đã có người trông thấy, vội báo cho ủy ban xã biết, lập tức họ vội kéo đến nhà tôi với ý định bắt tôi ngay tại trận về tội đào ngũ. Với sự hiện diện của mấy người cán bộ của nhà nước địa phương, không khí trong nhà bỗng dưng khác hẳn. Chiếc đèn Hoa Kỳ tù mù được thay thế bằng chiếc đèn lớn hơn, tỏa ánh sáng nhiều hơn và rộng hơn. Chiếc đèn này bình thường được ngự trị trên tủ cao,
chỉ khi nào nhà có khách quý thuộc loại chức sắc của nhà nước nó mới được hạ phong để ngắm nghía dung nhan những vị khách lạ. Chiếc ấm trà cũng được đem ra xúc rửa sạch sẽ, một phong trà mới tinh được mở ra trước mặt những vị khách quý, bao thuốc lá tam đảo cũng được ông anh tôi trịnh trọng đặt lên bàn. Tiếng chào hỏi của mọi người nghe rôm rã vui vẻ và thân mật, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng, nhất là khi có mặt của hai người du kích trang bị súng ống. Quanh chiếc bàn chỉ có bốn chiếc ghế, anh tôi và tôi ngồi hai chiếc, còn hai chiếc dành cho chủ tịch xã và bí thư đảng xã. Mấy chiếc ghế đẩu được mang ra cho xã đội trưởng và hai người du kích. Ngay lúc đó, bí thư đảng ủy xã ghé tay xã đội trưởng thì thầm. Xã đội trưởng gật đầu rồi quay sang bảo hai người du kích ra ngoài hiên đứng. Vì chuyện xảy ra đã lâu ngày nên tôi không nhớ tên một ai trong số những vị khách quý đến nhà hôm đó. Nhưng tất cả những người cán bộ cộng sản từ cấp xã ấp cho đến trung ương bao giờ cũng nói chuyện với luận điệu tuyên truyền áp đảo. Sau những câu chào hỏi xã giao, bí thư xã ngồi ở ghế đối diện với anh tôi cất tiếng hỏi. Hôm nay chúng tôi trong ủy ban xã và đảng ủy xã đến đây trước hết là thăm hỏi gia đình và đồng chí Chí, vì được tin báo là đồng chí vừa mới ghé thăm nhà. Sau là chúng tôi cũng muốn biết đồng chí Chí về thăm nhà lần này có giấy phép của đơn vị hay không. Anh tôi lễ phép đáp. Thay mặt cho gia đình, tôi xin có lời cảm ơn các đồng chí đã ghé thăm. Đêm hôm như thế này mà các đồng chí không quản ngại thời gian, đường xá xa xôi ghé thăm gia đình chúng tôi, khiến chúng tôi rất cảm động. Còn về chú Chí thì cũng xin được báo cáo với các đồng chí là chú trên đường đi công tác có ghé thăm nhà trước khi chú trở lại đơn vị để lên đường đi B chiến đấu. Chú có giấy đi công tác đầy đủ. Quay sang tôi, anh nói tiếp. Chú trình giấy tờ công tác cho các đồng chí kiểm tra. Tôi rút tờ giấy công tác để xuống mặt bàn rồi đẩy về phía bí thư xã. Bí thư xã cầm tờ giấy đưa lên chủ tịch xã đọc rồi nhìn tôi y hắn giọng. Đồng chí Chí đi công tác, nhân tiện ghé thăm nhà, trước khi lên đường đi B chiến đấu là điều đảng ủy và ủy ban rất quan ngân tinh thần chiến đấu của đồng chí. Chúng tôi ở hậu phương sẽ hết sức yểm trợ tiền tuyến. Chúng tôi sẽ cố gắng làm đầy đủ bổn phận theo đúng chính sách đại ngộ của đảng và nhà nước đối với những người đi B cũng như những gia đình có con em đi B. Nhưng trước khi nói đến chính sách đại ngộ, chúng tôi cũng nói thẳng để đồng chí biết, hai tuần trước ủy ban có nhận được bức điện tín từ đơn vị của đồng chí, báo tin là đồng chí đã đào ngũ. Ngay sau khi nhận được, đồng chí chủ tịch đã đến gặp tôi và cả hai chúng tôi đã đến nhà đồng chí tìm hiểu tình hình, thì được biết là đồng chí không hề về nhà. Bây giờ nghe đồng chí cho biết là đồng chí đi công tác có giấy phép đàng hoàng thì chúng tôi lại càng hoan nghênh. Nếu đó là sự thật, nhưng cho đến bây giờ thì chúng tôi không biết thật hư thế nào, yêu cầu đồng chí giải thích. Trước khi quyết định trở lại quê nhà, tôi đã lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra và đã nghĩ đến cách thức để đối phó. Tôi biết toàn bộ mạng lưới cầm quyền địa phương từ quận xuống đến xã ấp của nông thôn miền Bắc luôn luôn nhường nhịn những người bộ đội đi B. Những câu chuyện bộ đội đi B ngang ngược, phá phách, hành hung công an, cán bộ địa phương tại các tiệm ăn, bến xe, cửa hàng bách hóa khá phổ biến ở miền Bắc vào thời bấy giờ. Thậm chí có cả những thanh niên bị cán bộ xã ấp o ép hành hạ trong suốt nhiều năm, đã chọn giải pháp tình nguyện đi bộ đội để có dịp đội nón cối đi dép râu trở lại quê nhà trả thù. Vì vậy đối với nhà cầm quyền cộng sản ở làng xóm thôn quê miền Bắc, khi có một người bộ đội về thăm quê chuẩn bị lên đường đi B, bao giờ họ cũng phải tìm cách chiều chuộng cho mọi sự êm đẹp trước khi chúng đi cho khuất mắt. Hiểu rõ tâm lý của mấy người cán bộ xã và biết được thế thượng phong của mình, tôi trả lời ngắn gọn. Tôi không biết đồng chí yêu cầu giải thích điều gì. Viên xã đội trưởng sẵn giọng nói chỏ vô. Đồng chí đào ngũ có giấy tờ đơn vị gửi về rõ rành rành, bây giờ đồng chí lại bảo đi công tác là thế nào? Tôi nhìn thẳng vào mặt viên xã đội trưởng nói. Tôi bảo tôi đi công tác là tôi có giấy tờ chứng minh đàng hoàng, giấy đi công tác do sư đoàn cấp, có đóng dấu và chữ ký của sư đoàn trưởng. Đồng chí bảo tôi đào ngũ, có phải đồng chí bảo giấy đi công tác của tôi là giấy giả? Quay sang phía chủ tịch xã tôi nói, đồng chí chủ tịch đã xem giấy công tác của tôi, xin cho biết đó là giấy giả hay giấy thiệt? Xã đội trưởng định nói gì nhưng bí thư đảng ủy xã trừng mắt nhìn y hậm hực im lặng. Dưới gầm bàn tôi thấy bàn chân của anh tôi giẫm nhẹ ra hiệu. Tôi hiểu ý anh tôi muốn tôi ăn nói phải lễ phép, tôi thật tâm cũng không muốn cứng rắn với họ làm gì. Nhưng tôi hiểu nếu không cứng rắn tôi sẽ bị rơi vào thế kẹt nguy hiểm. Trong hoàn cảnh của tôi lúc đó tôi phải lấy công làm thủ.
Chủ tịch xã nhìn tờ giấy công tác gật gù, nói giọng hiểu biết. À, với kinh nghiệm và lập trường của tôi không thấy giấy tờ công tác này có dấu hiệu gì là giả. Họ tên, địa chỉ, thời gian công tác đều rõ ràng. Dưới có đầy đủ chữ ký và tên của sư đoàn trưởng, lại có cả con dấu của sư đoàn nữa. Với trình độ tiên tiến của ta hiện nay, làm được tờ giấy công tác loại này thì tôi dám bảo đảm không có ai làm giả được. Chỉ có điều à, có điều à... Khi câu nói chỉ có điều hai lần, viên chủ tịch xã nhìn thẳng vô mắt tôi rồi bỏ lửng không nói. Bí thư đảng ủy đỡ lời. À, chỉ có điều là tờ điện báo tin đồng chí Đào Ngũ cũng không thể là giả. Tôi hỏi, các đồng chí có thể cho tôi xem tờ điện tín đó được không? Chủ tịch xã quay nhìn bí thư đảng ủy, bí thư gật đầu. Chủ tịch xã lôi trong xà cột ra tờ giấy màu vàng gấp tư, đưa cho tôi. Mở tờ giấy ra coi, tôi thấy phía trên ghi người gửi vỏn vẹn có mấy chữ dính liền. Phía dưới là người nhận và địa chỉ. Nội dung bức điện tín chỉ có một câu chạy dài. Lâu ngày tôi không còn nhớ chi tiết, nhưng đại khái báo tin cho ủy ban xã biết Nguyễn Hữu Chí đã đào ngũ ngày tháng năm, yêu cầu các đồng chí hữu trách áp dụng những biện pháp cần thiết để đương sự trở lại đơn vị gấp. Gấp tờ điện tín lại làm tư trao cho chủ tịch xã. Tôi nói, thú thật với các đồng chí, tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao có bức điện tín này. Các đồng chí có thể cho tôi biết người đánh bức điện tín là ai, cấp bậc chức vụ của người đó là gì được không? Chủ tịch xã ú ớ nhìn bí thư đảng ủy, cả hai đều không thể ngờ. Tôi hỏi câu đó, thông thường gửi một bức điện tín người gửi bao giờ cũng tiết kiệm tiền bằng cách đánh thật ngắn gọn, nên ít khi ghi đầy đủ tên họ, địa chỉ của mình. Hơn nữa vì là điện tín nên trong một bức điện không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ tên họ chức vụ của người đánh là thật. Nắm được những điểm quan trọng này, tôi mềm mỏng nói, thuộc các đồng chí, tôi đi công tác có giấy tờ đàng hoàng do sư đoàn cấp. Nếu các đồng chí cần, tôi có thể cung cấp đầy đủ tên họ, cấp bậc chức vụ, địa chỉ và số điện thoại của người chịu trách nhiệm, để các đồng chí ra bưu điện gọi điện thoại về đơn vị của tôi phối kiểm cho rõ ràng. Còn tờ điện tín này, tôi không biết ai gửi là vì sao gửi, nhưng tôi dám cam đoan đó là tờ điện tín giả mạo mà bất cứ ai ra bưu điện cũng có thể làm được. Bí thư đảng ủy ngắt lời, nhưng không phải bất cứ ai cũng biết rõ tên, địa chỉ của đồng chí mà họ gửi. Tôi đồng ý. Đồng chí nhận xét rất đúng, bất cứ ai ở đây cũng là người biết rõ tôi, người đó có thể ở trong cùng đơn vị của tôi hoặc ở một đơn vị khác nhưng biết rõ tôi. Bí thư đảng ủy nhăn mặt, tại sao họ biết rõ đồng chí mà họ lại đánh điện tín nói đồng chí đầu ngủ? Tôi tỏ vẻ thận trọng, cho đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao họ làm như vậy, nhưng tôi đoán có thể người đó không ưa tôi hoặc vì chuyện gì đó. Họ có thù oán với tôi, chuyện này như thế nào? Sau khi trở lại đơn vị, tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ lưỡng rồi sẽ báo cáo đầy đủ với các đồng chí. Nếu cần, tôi sẽ yêu cầu đơn vị viết thư cho các đồng chí tường trình đầu đuôi mọi chuyện.